Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Ngọc Cốt Dao còn chưa lên sóng, dân tình đã lo sợ Tiêu Chiến đi vào vết xe đổ của Dương Tử. Dù lượng người đã xem trước Ngọc Cốt Dao khá lớn, nhưng fan vẫn lo lắng dự án mới của Tiêu Chiến và Nhậm Mận sẽ flop. Ngọc Cốt Dao với sự tham gia diễn xuất của Tiêu Chiến và Nhậm Mận dù đã hoàn thành xong từ lâu nhưng cho đến giờ vẫn chưa xác định được ngày lên sóng chính thức. Thế nhưng việc CCTV và China News Surprise đánh giá Ngọc Cốt Dao là một trong những bộ phim truyền hình đáng xem nhất tháng 8 khiến nhiều người hâm mộ tin rằng rất có thể phim sẽ sớm được trình làng thời gian sắp tới. Nhờ vậy, có không ít cư dân mạng tỏ ra lo lắng phim có thể sẽ đi vào vết xe đổ của Trầm Vụn Hương Phai. Nguyên nhân là vì thời điểm gần đây, không chỉ Trầm Vụn Hương Phai mà những bộ phim khai thác đề tài thiên hiệp nói chung đã trở nên quá nhàm chán. Cộng thêm phần hiệu ứng phim Ba Xu trong khi man mác dự án trọng điểm khiến người xem hết sức thất vọng. Mặc dù rating và điểm Weibo Trầm Vụn Hương Phai khá ổn với 7.4 điểm, nhưng chỉ cần lướt một vòng Weibo hay một trang mạng xã hội bất kỳ, chủ yếu là lời chê bai từ dư luận, nếu không chỉ trích kỹ xảo phim thì cũng là diễn xuất của dàn cast. Tuy nhiên, vẫn có kha khá netizen tin tưởng vào chất lượng hậu kỳ của Ngọc Cốt Dao dựa trên poster hay những tấm ảnh do nhà đài tung ra từ trước đến nay. Thêm nữa, nhiều cinet cho rằng nếu phim không đủ tốt, sẽ không có chuyện được CCTV khen ngợi. Ngọc Cốt Dao là dự án chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt, kể về chuyện tình trái ngang của hoàng tử thời Ảnh Tiêu Chiến và công chúa Chu Nhan Nhậm Mận. Sự kết hợp giữa Định Lưu hàng đầu cùng tiểu hoa mới nổi của làng giải trí Hoa Ngữ đã nhận được sự mong đợi cực lớn của khán giả. Hy vọng phim sẽ sớm ngày lên sóng như thông tin trước đó. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.